Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang xem Chuyện Người Gia Lai Podcast. Ngồi cà phê, nghe người Gia Lai kể chuyện. Thầy mong muốn thì làm sao các bạn trẻ thì cũng luôn có một cái đam mê, và mình phải có một cái lửa, luôn luôn giữ cái lửa nhiệt huyết của mình. Có những lúc thì tụi em sẽ gặp rất nhiều khó khăn, có những lúc tụi em không vượt qua được, nhưng mà em vượt qua được rồi thì em sẽ làm được. Có những thời điểm thầy chia sẻ thật cho bản thân là mình rất là muốn từ bỏ, nhưng mà mình nghĩ về gia đình, mình nghĩ về ba má mình, mình nghĩ về anh chị em mình, thì mình sẽ suy nghĩ lại. Chào mừng các bạn đến với podcast Chuyện Người Gia Lai. Ngày hôm nay, báo Gia Lai rất vinh hạnh có thể mời được một vị khách mời. Đó là một người thầy. Thầy đã học và khởi nghiệp thành công với ngôn ngữ tiếng Anh. Và người thầy đó tên là thầy giáo Tạ Ngọc Thinh. Em chào thầy ạ. Xin chào Thảo Nhi và xin chào quý độc giả của báo Gia Lai. Hôm nay tôi rất là vui khi được trò chuyện với các bạn trong chương trình podcast ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những câu chuyện khởi nghiệp và những kinh nghiệm và những trải nghiệm trong quá trình khởi nghiệp sẽ là động lực để giúp cho các bạn trẻ có thêm một cách nhìn và cũng có thêm những quyết định nếu các bạn muốn quay về khởi nghiệp tại Gia Lai. Em nghe thầy nói chuyện là cảm nhận là thầy rất là đam mê về ngôn ngữ Anh và đam mê về ngành giáo dục nữa. Nhưng mà vậy thì quay về lại câu chuyện của thầy một xíu, là ngày xưa thầy đã tiếp cận với tiếng Anh như thế nào ạ? Thì xưa thầy nghĩ thầy cũng có cái năng khiếu và tình yêu về môn tiếng Anh. Rồi vì cấp 2, hồi đó thầy học trường Nguyễn Huệ, hồi đó gọi là hội thương, trường hội thương thì cũng là nằm ở trong đội tuyển tiếng Anh của trường. Rồi sau đó học trường Hùng Vương. Nhưng mà khi lên cấp 3 rồi thì mình lại không yêu lắm, yêu thứ khác. Nhưng mà thầy nghĩ mình có duyên với tiếng Anh, có duyên với tiếng Anh. Và rõ ràng cái thời điểm, những cái thời điểm năm đấy thì khi vào đại học thì đa số các sinh viên ở Gia Lai mình thì rất là khó khăn về mặt kinh tế. Thì tiếng Anh cũng là một cái mà giúp thầy đi dạy gia sư để mà mình có thể trang trải được cái cuộc sống của mình ở trong Sài Gòn. Tới thời điểm này thì thầy không còn dạy nhiều, tại vì bận rộn trong cái việc quản lý và đào tạo lại thế hệ giáo viên ở phía dưới. Nhưng mà tiếng Anh vẫn là một cái tình yêu, nó giúp cho thầy đi rất là xa. Nó giúp thầy trở thành giám đốc của một trung tâm khảo thí của Đại học Cambridge, giúp cho thầy có thể đi qua Đại học Cambridge để mà được đào tạo, để trở thành một cái giám đốc trung tâm và triển khai các bài thi. Thầy mong muốn thì làm sao các bạn trẻ thì cũng luôn có một cái đam mê, và mình phải có một cái lửa, luôn luôn giữ cái lửa nhiệt huyết của mình. Có những lúc thì tụi em sẽ gặp rất nhiều khó khăn, có những lúc tụi em không vượt qua được, nhưng mà em vượt qua được rồi thì em sẽ làm được. Có những thời điểm thầy chia sẻ thật cho bản thân là mình rất là muốn từ bỏ, có thời điểm rất muốn từ bỏ, nhưng mà mình nghĩ về gia đình, mình nghĩ về ba má mình nghĩ về anh chị em mình, thì mình sẽ suy nghĩ lại. Kiểu người trẻ bọn em á, bây giờ khi mà em nói chuyện với các anh chị lớn tuổi một chút thì họ hay nói là mấy đứa trẻ bây giờ nó chịu đựng yếu ghê, nó hay bỏ cuộc, nó hay bỏ cuộc sớm quá. Thầy nghĩ sao? Thầy nghĩ cũng đúng, tại vì cái việc mà chịu đựng á là do cái môi trường sống. Tại vì cái thế hệ tụi em á là cái thế hệ được thầy hay gọi là thế hệ thụ hưởng. Nó không có khó khăn như những thời năm tám mấy của tụi thầy.
các điều kiện và công nghệ thông tin, internet các thứ nó cũng phát triển hơn nhiều, thì làm cho các em máy móc nhiều quá. Đôi khi mình xử lý cũng máy móc luôn, cái cách nghĩ của mình cũng máy móc luôn, và các em không va chạm, không va đập nhiều, không va đập nhiều, cho nên cái sức chịu đựng của mình nó đôi khi nó không bằng. Thầy chưa bao giờ đánh giá thấp cái thế hệ trẻ, chưa bao giờ đánh giá thấp, và thầy cũng cảm nhận là các bạn rất là giỏi, rất là giỏi ở rất nhiều khía cạnh, và có những cái luồng tư tưởng rất là tươi mới. Còn cái chuyện mà chịu đựng hay là cái lì đòn hay gì đó, nó là một phần thôi, một phần của thế hệ 80, thế hệ 90, thế hệ đó, Gen Z của các bạn. Thì mỗi thế hệ nó có một cái đặc trưng khác nhau. Tuổi trẻ là một cái sự liều lĩnh, tuổi trẻ là một cái sự trải nghiệm. Bây giờ thầy giật mình lại, thầy đã 40 tuổi. Và mà tự nhiên mình nghĩ mình không còn trẻ nữa. Không còn trẻ nữa. Và mình nghĩ là mỗi người chúng ta sống đâu đó 60, 70, 80 tuổi thôi. Mình đã đi qua tới hơn một nửa rồi. Nếu như mà mình không bước ra khỏi được cái nơi an toàn của mình, mình không biết mình như thế nào, mình không biết được sức chịu đựng mình ra sao, mình không biết được cái tính thích ứng của mình như thế nào, thì tuổi trẻ thì các bạn cứ mạnh dạn, tuổi trẻ các bạn cứ thử nghiệm, cứ trải nghiệm, cứ mạnh mẽ. Còn cái chuyện mà người ta có nhận xét mình như thế nào thật sự nó không quan trọng. Thật sự ra những cái mà người khác nhận xét mình thì đôi khi cũng để cho vui thôi. Còn bản thân là mình thấy mình như thế nào, mình cảm thấy mình hạnh phúc về điều đó, mình cảm thấy sự lựa chọn của mình đó là những điều gì tôi mong muốn, thì mình cứ làm thôi. Đó. Thế còn mình sống và cứ phải hài lòng tất cả người khác thì mình sống giùm người ta rồi, mình không có sống vì mình nữa. Đó. Mà vậy thầy miêu tả cái tuổi trẻ của thầy như thế nào ạ? Tuổi trẻ của thầy nghĩ là cũng khá là màu sắc, cũng khá là êm đềm, có thể nói là êm đềm, cũng sóng gió, và cũng thú vị. Êm đềm nghĩa là cái thời điểm tuổi thơ của mình cũng ở trong vòng tay của ba mẹ, cũng ông bà, mình cũng được trải nghiệm những chuyến đi phượt với lại gia đình, đi về Bình Định, đi toàn bộ đi bằng xe máy. Nhà thầy thì nhớ có thời điểm đi tới 20 mấy chiếc xe máy đi xuống Bình Định và đi ra Phan Rang đi phượt. Nhà thầy rất là thích đi phượt. Xe hư thì mình sửa xe, xe lủng lốp thì mình vá lốp, thì mình mang theo đồ ăn, dừng giữa đường mình ăn. Rất là thoải mái. Thầy có nghĩ là nếu mà thầy không sinh ra ở Gia Lai á, thì giờ này thầy đã là một bạn học sinh khác mà không có sự thành công như bây giờ. Thầy chưa nghĩ mình đã thành công gì đâu. Dạ. Và thầy nghĩ là mình không có được quyền lựa chọn cái nơi mình sinh ra, nhưng mà mình được lựa chọn cái nơi mình phát triển, và mình trân trọng với lại những cái điều mà mình có. Thầy không nghĩ là mình tài giỏi gì, thầy nghĩ là mình có sự may mắn, có sự kiên định và sự hỗ trợ của nhiều người. Chứ còn có rất nhiều người giỏi ở Gia Lai của mình, mỗi người thì một câu chuyện khác nhau. Còn thầy đối với ở bên ngoài và các người khác giỏi lắm, mình chưa làm một cái gì đối với họ đâu, và mình chỉ là một câu chuyện nhỏ nhoi về cái việc mà mình khởi nghiệp và mình đi theo cái việc giáo dục thôi. Đó, chứ còn 10 năm mà bây giờ thì trung tâm ngoại ngữ của thầy thì cũng bé bé nhỏ nhỏ như vậy thôi, chứ cũng chưa có phải là cái gì mà ghê gớm đâu. Chứ còn thầy không có hối tiếc về cái việc mà mình sinh ra ở đây, và nhiều khi mình tự hào về mình sinh ra ở đây nữa.
Mình tự hào là mình người con ở phố núi, và mình tự hào là mình có một gia đình ông bà cha mẹ là ở gần nhau như vậy. Và mình cảm thấy là Gia Lai mình là một nơi rất là đáng sống và sẽ phát triển rất là nhanh. Thầy mong muốn là tiếng Anh sẽ đóng góp cho sự phát triển của Gia Lai như thế nào trong tương lai? Thầy nghĩ tiếng Anh thì cũng là một phần nhỏ thôi. Tại vì dù sao tiếng Anh nó cũng chỉ là một cái công cụ để giúp cho học sinh có thể học được những cái kiến thức mới, và nó cũng là một cái công cụ để giúp cho học sinh có thể đi ra nước ngoài, đúng không? Đi du học, hoặc là những cái cơ hội để các em có được học bổng, để các em nó cũng sẽ, đặc biệt là em thấy đặc biệt là AI bây giờ cũng đang phát triển rất là mạnh, và ngôn ngữ của họ viết ra thì ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Anh. Thì khi các em biết về tiếng Anh thì và sử dụng AI, công cụ AI nữa, vừa công cụ và ngôn ngữ tiếng Anh, vừa công cụ AI nữa, thì nó sẽ giúp cho cái việc mà tìm kiếm hoặc là việc mà cái kỹ năng là về nghiên cứu của học sinh, kỹ năng để mà tìm tòi được những cái kiến thức thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Cái khởi đầu của thầy mất bao nhiêu lâu để thầy cảm giác như là tôi đã chấp nhận được rồi, và từ cái giai đoạn này trở đi tôi đã vào vùng và tôi sẽ phát triển nhanh hơn nữa? Hình như là thầy không có nhận được cái thời điểm đó, tại vì quá bận rộn trong cái công việc giảng dạy, và nó cứ cuốn trôi mình như thế, nó cuốn trôi mình như thế, và công việc này nó cũng cuốn hết việc này, nó cuốn việc kia, và cứ thế là mình đi. Chứ thầy cũng không có được nhận thấy là cái này là tới cái mức này nó kia mình phát triển tiếp theo. Thầy chưa thấy nhận thấy cái đó, có nghĩa là thầy chưa nhận thấy mình thành công, thầy chưa nhận thấy là mình là cái gì cả. Mình chỉ là đang khởi nghiệp, và cái việc khởi nghiệp của mình thì đang tạo ra một số giá trị như vậy, và thầy chưa có cảm nhận được rõ ràng là mình bứt phá ra một cái gì đó nó to tát. Thầy vẫn nghĩ là mình vẫn phải cố gắng tiếp tục và tiếp tục hơn nữa. Vậy thì niềm cảm hứng của thầy trong cái công tác giáo dục này là gì? Thầy nghĩ là niềm vui khi mà thấy các con nó tiến bộ hàng ngày, và một phần nào đó giúp cho các em vươn xa hơn. Thì đối với vai trò là một người thầy thì mình sẽ hạnh phúc khi thấy học trò mình nó thành công, thành đạt. Thì thấy sự tiến bộ, thấy sự thành đạt của học sinh, đó là cái niềm vui của mình. Nên có thể nói là cái nghề giảng dạy, thầy có duyên với nghề giảng dạy, có duyên với ngành giáo dục. Nếu các tỉnh Tây Nguyên ở đây thì chỉ có một trung tâm của thầy là được phép tổ chức các bài thi của Cambridge và IELTS thôi. Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên, thì chỉ có mỗi một trung tâm thầy ở khu vực này là được phép tổ chức hàng thi đó thôi. Cho nên là giúp cho học sinh ở Gia Lai mình không phải di chuyển đi đâu xa để mà tham gia các bài thi này hết. Thì thầy nghĩ là mình đóng góp một phần cho cái việc tạo sự thuận lợi cho các em tham gia các bài thi này. Đôi khi nếu như mà em gặp bạn em, một người đâu đó hỏi là nếu mà mày chỗ mày có lạc hậu không, thì mình chỉ cần giới thiệu là chỗ của tôi là là chỗ tôi là đó đã tổ chức thi IELTS rồi đó. Như vậy thì cũng đã thấy được là Gia Lai mình rất là nỗ lực trong ngành công tác giáo dục. Đó, như thầy nói đó, thầy đã bắt đầu già rồi, thì giờ chỉ còn đầu tư thế hệ trẻ thôi. Nước mình được cái là dân số của mình thì dân số trẻ nhiều, cho nên là một nguồn lực rất là lớn để phát triển kinh tế.
Thì để mà có được một cái nguồn nhân lực mà tốt thì phải đào tạo từ nhỏ. Cho nên chương trình tiếng Anh bây giờ thì bên thầy cũng đã bắt đầu có sự phân hóa và thay đổi. Ngoài việc là học tiếng Anh tổng quát thì bây giờ là phải học theo tiếng Anh theo chương trình phổ thông. Tức nghĩa là các môn học phổ thông sẽ được dạy bằng tiếng Anh. Ví dụ toán dạy bằng tiếng Anh, khoa học dạy bằng tiếng Anh, lịch sử, địa lý bắt đầu sẽ đưa vào để các em có thể học được tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Thì đó là một cái mà định hướng và sẽ áp dụng. Thì hy vọng rằng thì từ cái dự án nhỏ ở bên trung tâm thì có thể nhân rộng ra để làm sao mà nhiều em ở mình có thể học được. Tại vì nếu học tiếng Anh tổng quát không thì vẫn không đủ. Khi các em ở trường đại học nước ngoài thì các em không đủ kiến thức về kinh tế, về khoa học, các em không đủ. Nên là buộc là phải dạy tiếng Anh phổ thông cho các em. Cảm ơn những chia sẻ của thầy. Bây giờ em sẽ đến một câu hỏi cuối. Câu hỏi này sẽ dành để hỏi tất cả các khách mời của chương trình luôn. Dạ, câu hỏi là: nếu như Gia Lai là một bức tranh thì thầy sẽ chọn vẽ thầy là gì ở trong bức tranh đó? Thầy sẽ muốn vẽ mình là một cái cây thông. Thầy muốn vẽ một cây thông ở trong góc của một bức tranh. Lý do mà về cây thông, bởi vì cây thông là một trong những cái cây biểu tượng của khu vực Tây Nguyên của mình. Và từ ngày xưa thì ở Gia Lai mình thông rất nhiều, đặc biệt là cái khu vực Diệp Kính và cái khu vực ngay nhà thờ của mình có rất nhiều thông. Thầy rất là thích thông. Cây thông mang tính nghĩa là nó cũng là một dạng cây trường tồn, sẽ chứng kiến được những cái sự thay đổi của con người, của xã hội. Mình cứ đứng một cái góc nhìn đó để mình có thể xem, quan sát. Và đôi khi thì khi đó mình đã có bóng mát rồi, mình cũng có thể che chở được cho một số người nào đó có thể nương tựa vào đó khi mà trời nắng. Thì thầy chỉ mong muốn mình là một cái cây thông đứng trong góc vậy thôi. Cái cây đó em nghe cảm giác như là đó cũng là một hình bóng của một người thầy, một người thầy thầm lặng che chở cho học sinh ạ. Thì thật ra thì thầy cũng không biết, nhưng mà thầy rất là thích thông. Và thầy nghĩ cây thông nó một cái biểu tượng của ở mình đó. Mình có thể giúp được bóng mát cho, mặc dù nó không lớn lắm nhưng mà cũng có thể giúp được một phần nào đó. Mỗi người thì có thể chọn mọi thứ, ví dụ họ thích hoa thì nó cũng sẽ giúp cho cuộc đời nó màu sắc hơn, có mùi thơm dễ chịu đó cho mọi người. Đó thì thầy là như vậy. Em cảm ơn những chia sẻ của thầy Thinh nhiều ạ. Và Thảo Nhi hy vọng rằng qua cái cuộc trò chuyện với thầy Thinh và những chia sẻ tận tâm của thầy trong ngành giáo dục thì các bạn sẽ có động lực để tiếp tục học tiếng Anh, tiếp tục trau dồi và quay trở về Gia Lai, phát triển Gia Lai ngày một tốt hơn. Em chúc thầy sẽ có nhiều sức khỏe và trung tâm Việt Anh sẽ ngày càng phát triển và thành công. Cảm ơn em và cảm ơn team của các bạn có chương trình rất là ý nghĩa. Thật sự những chương trình này thầy muốn gửi gắm đến cho các bạn trẻ đang học tập và làm việc ở các tỉnh thành khác ở Gia Lai. Thì như thầy đã nói thì các bạn cứ hãy trải nghiệm, các bạn hãy trau dồi kiến thức của mình. Và nếu như các bạn muốn quay về Gia Lai, muốn quay về đóng góp cho Gia Lai thì đây cũng là một trong những cái nơi mà các bạn cũng nên suy xét
và cũng nên đặt ra một kế hoạch cụ thể cho mình trong một khung thời gian nào đó, và chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng để mình có thể tiếp nhận được những cái sự thay đổi, và để làm sao mà cái việc chuyển tiếp từ những thành phố lớn về Gia Lai là một cái trải nghiệm rất là đặc biệt trong cái cuộc đời của các bạn. Và hy vọng là những cái chuyến đi về của các bạn thì sẽ đóng góp thêm cho cái mảnh đất phố núi của chúng ta, làm sao để cho cái nguồn nhân lực ở Gia Lai ngày càng dồi dào hơn và ngày càng chất lượng hơn, để mình đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà. Cảm ơn thầy. Ok. Hẹn gặp lại các bạn trong số podcast tiếp theo của Chuyện Người Gia Lai để tiếp tục lắng nghe những câu chuyện thú vị của những người Gia Lai. Xin chào và hẹn gặp lại.